Rồi, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em Tùng về cái máy rửa xe của Ryobi 18V và rootless luôn nha anh em. Thì cái rửa xe có chỗ thang thì nó chỉ có 350 PSI và giá của nó là 2 triệu 9. Và em này là không chỗ thang 3 triệu 9. Và cái nó tới 600 PSI. Thì mã này là ở Mỹ về và chưa có ở Việt Nam nha anh em, mới nhất hiện nay. Đấy thì em Tùng sẽ gửi đến anh em, nó là Ryobi rửa xe HP. Rồi mình sẽ khui ra đỡ cho anh em chiêm ngưỡng và mình rửa xe. Cái này nó 600 PSI, nó mạnh hơn đồ quanh luôn và nó nhẹ hơn đồ quanh. Rồi mình một cái tool là anh em đã có pin và sạc rồi thì mình sử dụng cái xe, cái rửa xe này để mình rửa ha. Rồi đây là cái chuyển, mình làm nhanh nha. Cái này thì hút, vòi hút này cũng khá dài. Thì anh em đã có pin 18 rồi á thì mình mua 3 triệu 9 về mình rửa xe. Cái này thì cái này vứt xuống xô nước ha. Rồi cái nó đi kèm theo với một cái vòi. Cái vòi này thì thật vô ống xà bông nhưng mà nó không có đem theo. Rồi mình sẽ gắn vô vào để kết nối ha. Rồi ok, và nhân vật chính là đây, nó là HP đó. Có mốt điều chỉnh 123 và sử dụng pin 18V, pin 18V. Rồi đây là nó sản xuất năm 2021, nó vừa ra thị trường rồi cuối năm. Ok, và mình kết nối ống nước ha, kết nối nhanh luôn xem cho kết nối như thế nào. Rồi đây, rồi ok, rồi mình tập vào ống nước ha. Cái này thì rửa xe của Tùng nha. Cái này thì 15 độ nè, tưới nước trước và xoắn được, gọi là xoắn cục bô á. Nó tự hút luôn nha anh em. Rồi chỉnh cấp 1 này. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em. Rồi, ok.